hoạt động của các đơn vị. Tin hoạt động tháng 8 của Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết 12 của Đảng có nhiều nội dung đổi mới. Toàn dân, trong đó có cộng đồng người khiếm thị, cần biết để thực hiện xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp và vững mạnh hơn. Được sự quan tâm của quận ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Bắc Từ Liêm, sáng ngày 16 tháng 8, 2016, tại hội trường tòa nhà CT6C, đường Kiều Mai, Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung nghị quyết 12 của Đảng và tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm của quận Bắc Từ Liêm, kết hợp trao quà cho hội viên, con em hội viên đạt thành tích khá giỏi trong năm học 2015-2016. Về dự hội nghị, có ông Nguyễn Hữu Tuyên, trưởng ban tuyên giáo quận Bắc Từ Liêm với tư cách là báo cáo viên. Ông Đỗ Văn Trường, chủ tịch Hội Người Mù Bắc Từ Liêm và 60 cán bộ hội viên thuộc 13 chi hội. Tại đây, ông Nguyễn Hữu Tuyên đã sơ qua nội dung Đại hội Đảng lần thứ 12 và đọc toàn nguyên văn kiện như sau. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình. Ông Tuyên cũng truyền tải tới hội nghị một số nội dung đổi mới trong nghị quyết lần thứ 12 của Đảng, có 5 thành tố và 6 nhiệm vụ cơ bản là: nhất là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Thứ ba là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ tư là kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thứ năm là thu hút phát huy mạnh mẽ các nguồn lực và sáng tạo của nhân dân. Thứ sáu là phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Về tình hình kinh tế xã hội của quận Bắc Từ Liêm, trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung có nhiều tiến bộ. Từ khi chuyển đổi huyện lên quận, kinh tế phát triển theo mô hình thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, thay vì trước kia là công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Chỉ số kinh tế tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hiện nay thương mại dịch vụ của quận mới chiếm 23%, công nghiệp chiếm 74%, nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là trồng trọt. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực phát triển về mặt thương mại dịch vụ nhiều hơn cho phù hợp với chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực an sinh, phúc lợi 6 tháng đầu năm phát triển khá tốt, đặc biệt là công tác trung chuyển chế độ đến tay người được hưởng đảm bảo tuyệt đối. Ông Tuyên nhấn mạnh. An sinh xã hội thì phải nói là một là công tác đảm bảo điện cho sinh hoạt, tiêu dùng và cho sản xuất kinh doanh chúng ta đảm bảo. Cái thứ hai nữa là chống úng ngập thì chúng ta có cái dự án cho cấp kinh phí cho các phường để thực hiện các dự án tiêu thoát nước để chúng ta cũng đảm bảo. Cái thứ ba nữa là vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, cây xanh cũng là được tăng cường. Tiếp theo nữa thì trong dịp Tết và các ngày lễ khác như là 27 tháng 7 chúng ta cũng đều thực hiện tốt cái vấn đề an sinh xã hội, chăm sóc người có công, vân vân. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, quân sự đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. Các tệ nạn xã hội đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng tại hội nghị, ban chấp hành quận hội đã trao 12 suất quà cho danh hiệu học sinh giỏi là 200.000 đồng, học sinh tiên tiến là 100.000 đồng. Ngoài ra, hội còn trao phần thưởng cho hai vận động viên Đỗ Đức Sinh và Đỗ Văn Trường đạt thành tích trong Đại hội Thể thao Toàn quốc dành cho người khuyết tật tổ chức vào tháng 7 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
mỗi huy chương vàng 150.000 đồng, huy chương bạc 100.000 đồng và huy chương đồng 50.000 đồng. Sau 2 giờ làm việc, hội nghị thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Văn Trường thay mặt toàn thể hội viên gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Hữu Tuyên và bế mạc hội nghị. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tin hoạt động của hai đơn vị Đông Anh và Tây Hồ. Nhằm đẩy mạnh hoạt động và tìm kiếm nguồn lực trợ giúp cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong hội, bên cạnh đó tăng cường hiểu biết và sự gắn kết giữa gia đình các trẻ khiếm thị và tổ chức hội. Sáng ngày 10 tháng 8 vừa qua, Ban chấp hành Hội Người mù Đông Anh đã tổ chức hội nghị chuyên đề tăng cường chiều sâu trong hoạt động trợ giúp phụ nữ và trẻ em khiếm thị Đông Anh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo hội, một số phụ huynh của trẻ khiếm thị và 6 chị em phụ nữ mù tiêu biểu trong toàn hội. Qua phân tích, trao đổi dưới sự hướng dẫn của đồng chí chủ tịch, hội nghị đã đi đến thống nhất một số nội dung sau. 1. Thành lập ban vận động và sớm đưa vào hoạt động câu lạc bộ cha mẹ trẻ khiếm thị do hội quản lý với mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự hiểu biết và gắn kết giữa trẻ khiếm thị, gia đình và tổ chức nhằm hỗ trợ tốt hơn trong việc định hướng về học tập, làm việc và hướng đi cho các cháu. Đồng thời qua đó tìm kiếm nguồn lực cùng với tổ chức hội giúp đỡ những gia đình trẻ mù có hoàn cảnh khó khăn. 2. Tổ chức thành lập quỹ Nghĩa tình phụ nữ thông qua các hoạt động công trợ nhằm giúp đỡ những phụ nữ mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các hình thức cụ thể như cho vay không tính lãi, trợ cấp thường xuyên, đột xuất. Tiếp đó, hội nghị cũng tiến hành trao đổi về một số kỹ năng, phương thức tạo mối quan hệ vận động, ủng hộ trong và ngoài tổ chức để thành lập quỹ và sớm đi vào hoạt động. Hoàng Mạnh Cường. Thực hiện các chương trình hoạt động của tổ chức hội. Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2016, Hội Người mù Tây Hồ đã phối hợp cùng Hội Người mù Ba Đình và Trung tâm Trợ giúp Pháp lý số 2, thành phố Hà Nội tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại trụ sở quận hội, tổ 36, phường Xuân La. Đến dự buổi tập huấn có trên 90 cán bộ hội viên của hai đơn vị, đoàn luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý số 2 gồm 5 chuyên gia luật thuộc các lĩnh vực khác nhau, dẫn đầu là luật sư Phan Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm. Nội dung buổi tập huấn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, gồm 2 phần. Phần thứ nhất, luật sư Phan Thị Thu Trang giới thiệu về một số kiến thức pháp luật mới, trong đó nổi bật nhất là luật trưng cầu ý dân, một bộ luật hiện thực hóa quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Trong phần trợ giúp pháp lý, các luật sư đã tiếp và trợ giúp trực tiếp tại các bàn tư vấn đối với các trường hợp vướng mắc cụ thể về đất đai, thừa kế và đặc biệt là những khó khăn của người khiếm thị trong việc xin xác nhận mức độ khuyết tật để được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của Nghị định 28 năm 2012. Buổi tập huấn trợ giúp pháp lý đã hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu đề ra. Kết thúc buổi tập huấn, các luật sư hứa sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ người khiếm thị trong thời gian tới nói chung và hỗ trợ giải quyết đến cùng một số trường hợp cụ thể nói riêng trong thời gian sớm nhất. Mai Hồng. Tiếp theo là các tin hoạt động của Hội Người mù huyện Sóc Sơn. Tin công tác hội sáng 15 tháng 8 2016 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sóc Sơn, Hội Người mù huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tới dự hội nghị có ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Phú, huyện ủy viên, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sóc Sơn, đầy đủ ban chấp hành, các chi hội trưởng và 80 hội viên tiêu biểu trong toàn hội.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phú đã truyền đạt các nội dung cốt lõi được nêu trong nghị quyết như tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm tới, tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tình hình bảo vệ tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị với các nước trên thế giới. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phú đã cung cấp một số tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và các đối sách của nhà nước ta đối với vấn đề Biển Đông. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã trao tặng một tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Cánh, Hội Người Mù Sóc Sơn. Cũng trong tháng 8 này, sáng ngày 11 tháng 8 2016, đoàn lãnh đạo Hội Người Mù huyện Sóc Sơn do ông Nguyễn Xuân Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành hội, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Sóc Sơn đã đến thăm tặng quà ông Lê Văn Sáu, nguyên chi hội trưởng đầu tiên của Hội Người Mù Sóc Sơn, nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập huyện hội 15 tháng 8 1984, 15 tháng 8 2016. Tại buổi đến thăm, ông Nguyễn Xuân Quyết đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác hội gần đây. Đồng thời, mong muốn với sức khỏe và trí tuệ của mình, ông Lê Văn Sáu sẽ có nhiều sự đóng góp để tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại buổi đến thăm, ông Lê Văn Sáu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo hội và mong muốn các đồng chí cán bộ trẻ phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua và tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội được giao để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, từ đó góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn anh hùng sớm trở thành vùng kinh tế phát triển thịnh vượng của thủ đô Hà Nội. Cũng trong tháng 8 này, sáng ngày 28 tháng 8 2016, tại trụ sở Hội Người Mù huyện Sóc Sơn, Ban chấp hành Hội Người Mù huyện Sóc Sơn đã được đón tiếp đại diện lãnh đạo công ty Technogory Việt Nam có địa chỉ tại khu công nghiệp Quang Minh đã đến thăm và tặng cho Hội Người Mù Sóc Sơn 1 tấn gạo để hội tặng cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hội. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo công ty Technogory Việt Nam đã ân cần thăm hỏi và động viên các hội viên cố gắng vươn lên vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của công ty đối với những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hội. Thay mặt Ban chấp hành huyện hội, ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch hội đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc công ty đã quan tâm tới hội. Mong rằng trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của công ty. Chị Lê Thị Diêng, một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hội, khi được nhận phần quà của công ty Technogory Việt Nam trao tặng, chị rất vui mừng, phấn khởi, chị nói. Tôi là Lê Thị Diêng, hội viên Hội Người Mù huyện Sóc Sơn. Hôm nay tôi vui mừng, rất vui mừng, phấn khởi được sự quan tâm giúp đỡ của công ty và Ban chấp hành Hội Người Mù huyện Sóc Sơn đã quan tâm và giúp đỡ thay mặt cho những người được nhận ngũ gạo tình thương của công ty. Tôi xin chúc công ty được làm ăn phát đạt. Tôi xin chân thành cảm ơn.